Kính thưa quý vị, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiển nhiên được bảo vệ bởi các lớp an ninh nghiêm ngặt nhất để phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng. Đối với tất cả nguyên thủ quốc gia, điều này là vô cùng cần thiết, đặc biệt khi ông Putin quyết định tái tranh cử cho vị trí Tổng thống vào tháng 4 năm nay. Là Tổng thống nước Nga, ông Vladimir Putin được đảm bảo mức độ an ninh cao nhất. Theo đó, các vệ sĩ của ông luôn được trang bị vũ khí, có thể là súng ngắn SR-1 Vector 9mm do Nga sản xuất với đạn xuyên giáp. Ngoài ra, các vệ sĩ của Tổng thống Putin được cho là cũng được trang bị những chiếc cặp xanh mạ giáp đặc biệt để làm lá chắn nếu ông bị tấn công. Theo truyền thông được biết, lực lượng bảo vệ Tổng thống Nga là một đơn vị đặc biệt thuộc Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga hay FSO. Khởi đầu, FSO là một nhánh của KGB, Ủy ban An ninh Nhà nước thời kỳ Xô Viết. Thời đó, KGB cũng chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các nhân vật cấp cao giống như FSO bây giờ. Đội cận vệ bảo vệ Tổng thống Putin là các nhân viên Cục An ninh Tổng thống. Cục này trực thuộc FSO với quân số từ 2.000 đến 3.000 nhân viên mặc thường phục. Lực lượng này thường là những cá nhân ưu tú, được tuyển chọn kỹ càng. Tất cả đều được huấn luyện về chiến thuật phòng thủ cận chiến và không ai trên 35 tuổi. Ngoài tiêu chuẩn về ngoại hình, họ đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt để đủ khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp trong quá trình bảo vệ Tổng thống. Một nhiệm vụ cũng quan trọng giống như bảo vệ Tổng thống Nga, đó là lực lượng FSO được giao nhiệm vụ kiểm soát hộp đen, vali hạt nhân của Nga để sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Về trang bị, nhân viên FSO không chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ, mà còn có một số vũ khí khác nặng ký hơn như súng phóng lựu. Đôi lúc, họ mặc vest đen và đeo tai nghe. Song có lúc, họ mặc trang phục bình thường để dễ dàng trà trộn vào đám đông khi thi hành nhiệm vụ. Đặc biệt, các chuyến công du nước ngoài là một thách thức lớn hơn nhiều về an ninh và hậu cần. Do đó, các lớp an ninh bảo vệ Putin được thiết kế cẩn thận để đảm bảo chuyến thăm an toàn và hiệu quả. Theo truyền thông Nga cho biết, mỗi lần xuất hiện công khai, ông Putin luôn được 12 đặc vụ FSO có vũ trang vây quanh. Trong mỗi chuyến công du, Tổng thống đều được hàng trăm đặc vụ giám sát mọi hoạt động suốt cả hành trình. Đoàn xe của Tổng thống Putin là đoàn xe bọc thép hạng nặng, được vận hành bởi các quân nhân đặc biệt, được trang bị AK-47 và súng phóng lựu chống tăng, thậm chí cả tên lửa phòng không di động. Trong khi đó, Tổng thống Putin sẽ di chuyển trên chiếc ô tô Auris Senat, được thiết kế đặc biệt do Nga sản xuất. Theo những thông tin được chia sẻ, chiếc limousine bọc thép này của vị Tổng thống Nga được trang bị động cơ V8 4,4 lít do Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Ô tô Trung ương chế tạo. Đặc biệt, chiếc xe của Tổng thống Putin có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ âm 50 độ C. Siêu xe này có thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống. Ví dụ, đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học, hay có thể chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Trong khi đó, trước mỗi chuyến công du của Tổng thống, nhóm đặc vụ FSO luôn cử một đội tiền trạm có mặt tại địa điểm cần đến trước một tháng. Nếu là chuyến đi trên đất liền, nhóm tiền trạm sẽ xem xét kỹ lưỡng bố cục đường phố và lập bản đồ cẩn thận các tuyến đường. Họ cũng kiểm tra xem công chúng sẽ phản ứng như thế nào trước sự hiện diện của ông Putin. Ở nơi công cộng, ông Putin luôn được bao vây bởi vòng vây chặt chẽ của các vệ sĩ. Lính bắn tỉa đóng trên các mái nhà của tòa nhà sẽ quét mặt đất bên dưới để tìm kiếm những sát thủ tiềm năng. Ngoài ra, lực lượng FSO cũng kiểm tra kỹ càng khách sạn để đón tiếp Tổng thống Nga để đảm bảo nó tuyệt đối an toàn. Họ có nhiệm vụ thay thế toàn bộ đồ dùng trong nhà vệ sinh, gối, nệm, chén, bát, trái cây, thực phẩm bằng các sản phẩm từ Điện Kremlin. Tất cả những người phục vụ Tổng thống Putin tại khách sạn như đầu bếp, nhân viên vệ sinh, dọn phòng cũng đều là người của FSO. Không dừng lại ở đó, một trong những biện pháp khác được áp dụng để bảo vệ nơi ở của nhà lãnh đạo Nga là lắp đặt các thiết bị gây nhiễu sóng nhằm ngăn chặn việc kích nổ bom từ xa. Ngoài ra, trong các bữa ăn, nhiệm vụ của các đặc vụ FSO là phải bảo vệ Tổng thống Putin trước mối nguy cơ đặc biệt lo ngại là bị đầu độc. Do đó, tất cả các món ăn của ông đều được thử trước. Theo thông lệ, Tổng thống Putin sẽ có người nếm thử mỗi bữa ăn và đồ uống để đảm bảo ông không bị đầu độc. Trước tất cả những hoạt động bảo vệ trên, theo nguồn tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin có quan hệ rất tốt với các đặc vụ FSO và ông luôn gọi họ bằng tên riêng. Vì xuất thân là một sĩ quan tình báo, nên ông Putin hiểu rõ các nguy cơ an ninh mình phải đối mặt. Dù đối mặt với nhiều hiểm nguy tiềm tàng, vị Tổng thống 71 tuổi đã luôn xây dựng hình ảnh người đàn ông hành động trong suốt nhiều năm nhiệm kỳ của mình. Theo nhiều nguồn tin cho biết, ông Putin luôn duy trì một lịch trình dày đặc các cuộc họp và xuất hiện trước công chúng. Trong nhiều số đó được phát sóng trên truyền hình.
trong thời điểm gần đây nhất, vào giữa tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin đã đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn. Được biết, sự kiện này được người dân Nga mong đợi nhất trong năm 2023, đã diễn ra tại trung tâm triển lãm Gostinyi Dvor ở thủ đô Moscow. Theo đó, gần 2 triệu câu hỏi của người dân Nga gửi đến Tổng thống Putin qua trang web mang tên Moscow Putin chỉ trong vòng 2 tuần trước khi diễn ra buổi đối thoại. Trong hơn 4 giờ, Tổng thống Putin đã trực tiếp trả lời câu hỏi của người dân và các nhà báo trong và ngoài nước về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, về nền kinh tế Nga 2 năm qua, quan hệ Nga-Trung Quốc và các nước Liên minh châu Âu, cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, chế độ dành cho các cựu chiến binh Nga sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga vào năm 2000 và phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm cho đến năm 2008. Mặc dù nhiệm kỳ Tổng thống ở Nga không bị giới hạn về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó, song một người chỉ có thể phục vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Putin sau đó trở thành thủ tướng dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev từ năm 2008 đến năm 2012. Trong nhiệm kỳ của ông Medvedev, nhiệm kỳ Tổng thống được kéo dài lên 6 năm. Do đó, ông Putin vẫn là Tổng thống Nga kể từ năm 2012 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ 6 năm thứ 2 sau khi tái đắc cử vào năm 2018. Trước sự tận tụy về đất nước, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga ngày 17 tháng 3 năm 2024, chính giới và dư luận Nga đã bày tỏ ủng hộ quyết định này. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố đồng hành cùng Tổng thống Putin trong sự kiện chính trị quan trọng này. Bày tỏ trên tài khoản mạng xã hội của mình, bà khẳng định ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Nga, cho rằng điều này giúp cho đại đa số người dân Nga vốn luôn tin tưởng vào Tổng thống sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu với sự tín nhiệm cao. Chia sẻ quan điểm này, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, quan chức Đảng nước Nga thống nhất Andrei Tuchak bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ lớn dành cho Tổng thống đương nhiệm Putin trong cuộc bầu cử tháng 3 năm sau. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Famfirova cho biết, bà đã nhận đơn đăng ký từ 16 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống. Được biết, các ứng cử viên phải nộp hồ sơ trước ngày 27 tháng 12. Sau đó, họ phải thu thập chữ ký của hàng ngàn người ủng hộ cần thiết để được tham gia tranh cử. Đối đầu với ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2024, có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như bà Reka Retina Dunsova, cựu nhà báo có ba con tới từ vùng Tver ở phía tây nước Nga. Bà đã giành được đề cử của một nhóm hơn 500 người ủng hộ tại Moscow. Trong khi đó, Đảng Tự do Dân chủ Nga đề cử chính trị gia Leonid Slutsky, từng là người đàm phán trong cuộc xung đột Ukraine, làm ứng cử viên. Ông Slutsky tuyên bố sẽ giành phiếu bầu từ Tổng thống Putin. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nước Nga vẫn chưa có một gương mặt sáng giá nào có thể cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Putin. Theo đó, ông Putin từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000 với 53,0% phiếu bầu. Sau đó, tỷ lệ này tăng mạnh trong cuộc bầu cử năm 2004 với 71,3% phiếu bầu. Sau khi để cách một nhiệm kỳ, ông Putin trở lại Điện Kremlin nhờ chiến thắng với 63,6% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và 76,7% vào năm 2018. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng việc ông Putin để mất vị trí Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử năm nay là một điều khó có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!